Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay sẽ làm một cái video thông báo đến các bác, tất cả các bác mọi miền Tổ quốc mà quan tâm đến cái dòng âm ly Vinido mã là DS9702, mà suốt thời gian rất là dài mà bên em không thể về được, mà rất là nhiều bác đang quan tâm đến kênh Zika Audio và quan tâm cho mình một cái sản phẩm âm ly dòng gọi là siêu dị, thương hiệu là Vinido, mã là DS9702. Thì em làm cái video này thì là em thông báo đến các bác mọi miền Tổ quốc là bên hàng bên em đã về được mười mấy con đấy ạ. Vâng, thì trước mặt các bác đây ạ, vâng, đây là cái hàng mới bên em. Thì trước đây bên em làm video thì đó là cái video hàng thanh lý, nhưng hiện tại hàng thanh lý bên em đã hết và bây giờ bên em về cái dòng mới đập hộp, và giá thì nó chỉ cao hơn cái dòng thanh lý đợt vừa rồi một chút xíu thôi ạ. Thì nên là cái sản phẩm mới đập hộp nguyên đai nguyên kiện mà bên em mới nhập về ngày hôm nay. Vâng, thì bên cạnh đây bên em có mấy thùng hàng đây ạ. Vâng, âm ly Vinido mã là DS9702. Vâng, đấy ạ, em thông báo đến các bác nhé. Vâng, bác nào còn quan tâm đến cái dòng sản phẩm âm ly siêu dị Vinido 9702 thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức liên tục và gọi điện sớm nhất cho các bác. Vâng, thì đây là cái sản phẩm đập hộp đây ạ. Vâng, bên em hôm nay sẽ khui một cái thùng hộp này, hàng âm ly video này ra cho các bác cùng xem cái sản phẩm phía bên trong. Vâng, thì các bác nhớ đây là hàng nguyên đai nguyên kiện đấy ạ. Vâng, còn nguyên tem băng dính này của nhà máy này, chưa động chạm gì luôn ạ. Vâng, em sẽ là người trực tiếp mở, và các bác nào sở hữu cái âm ly video này cũng là sẽ là người trực tiếp được sử dụng cái sản phẩm mới nhất bên Zika Audio cung cấp về dòng âm ly. Vâng, sau đây em xin phép các bác để em mở ra. Vâng, đây là phía bên trong gồm những cái xốp chặn. Đấy ạ, vâng, rất là dày. Vâng, sau đây em xin phép được nhấc em nó ra để giới thiệu đến các bác. Vâng, sau khi bên em đã bỏ sẵn ra đây ạ, vâng, thì trước mặt đây ạ, trước mặt các bác đây, âm ly Vinido ạ, mã là DS9702. Vâng, dòng này rất là hiếm mà rất là khó nhập, và rất là nhiều bác quan tâm cái dòng âm ly siêu dị tại Zika Audio, và có gọi điện rất là nhiều. Và thời gian vừa rồi phải đến tầm 3-4 tháng bên em không nhập được. Thì các bác nào có đăng ký kênh YouTube Zika Audio và còn theo dõi cái âm ly video mã là DS9702 này, các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Sợ các bác lâu, các bác cũng có thể mua sản phẩm khác, và cũng có thể các bác vẫn còn đang chờ thì các bác hãy liên hệ với Zika Audio ạ. Vâng, đây là sản phẩm mới. Vâng, đây là hàng đập hộp đây ạ. Hàng đập hộp vẫn còn nguyên xốp đấy ạ. Vâng, em có điện thoại chút xíu. Vâng, thì đây các bác nhé, đây là hàng đập hộp đấy ạ. Vâng, đây là catalog đấy ạ, hàng mới nguyên, vẫn còn thơm mùi nhà máy, đi kèm là một cái anten nữa đấy ạ. Vâng, toàn tính tàu, đây là hàng Trung Quốc xịn đấy ạ. Vâng, thì đấy là cái vỏ. Vâng, thì còn quay trở lại nhân vật chính đây, bên em đã để sẵn ra đây để giới thiệu đến các bác đây rồi ạ. Đây em quay sát tí nhá, âm ly video ạ, mã là DS9702 KP930. Vâng, dòng này công suất nó cực kỳ lớn. Đây là phía đằng trước mà rất là nhiều đường line mic, và có kết hợp lọc xì phía bên trong, và có thể đọc thẻ nhớ USB và có Bluetooth. Đấy, rất là tiện ích, và có cả chống hú luôn đấy ạ. Vâng, em quay ra phía đằng sau thì nữa bên em sẽ test cho các bác. Cái dòng này thì echo cực kỳ ngọt ngào, bên em cũng test rất là nhiều, và đây là hàng mới. Đây công suất đây ạ. Vâng, tổng là 1200W, và mỗi kênh của nó là 580W một kênh. Đây thì nó gồm phía đằng sau đây ạ, gồm hai jack Newtrick và hai cái cầu đỏ đen.
Đấy, còn đường phía đằng sau đây thì cũng có những cái đường tín hiệu vào như các cái dòng âm ly cổ điển đời trước. Vâng, đấy là hình dáng của em nó, có hai quạt làm mát đấy ạ. Vâng, sau đây em xin phép các bác là bên em sẽ test vào cái cặp đôi loa full của anh nghe cho nó đã tai. Vâng, em nhắc lại cho các bác là còn quan tâm cái âm ly video 9702 tại Zika Audio cung cấp thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh, hoặc các bác để có thể điện thoại trực tiếp cho bên Zika Audio để được tư vấn ạ. Và điều đặc biệt là bên em nhận ship quốc toàn quốc các bác nhé. Vâng, hàng bên em về đây một thùng, hai thùng và bên kia là ba thùng, có chục con đấy ạ. Vâng, các bác hãy nhanh tay nhé. Vâng, sau đây xin phép được test nhạc cho các bác. Vâng, thì quay trở lại cái âm ly video mã là DS9702 mà bên em đang kết nối đấy ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này nó được tích hợp Bluetooth thì em cũng đang kết nối Bluetooth với cái điện thoại, thì chúng ta không cần dây tín hiệu, kết nối không dây luôn ạ. Vâng, cái dòng này là tích hợp rất là hay, và đọc thẻ nhớ USB, nói chung là đầy đủ chức năng. Và tất cả đã FM, nói chung là FM thì bây giờ cũng không ai nghe, mà là nhà máy tích hợp vào thôi ạ. Vâng, đặc biệt bên cái này bên em cũng đánh giá về cái echo rất là ngọt ngào, bên em cũng làm test rất là nhiều sản phẩm, test rất là nhiều thể loại nhạc với cái âm ly video này ạ. Vâng, đặc biệt tích hợp cái lọc xì chỉnh rất là dễ chịu. Vâng, đây em chỉ mới dùng một chút volume thôi. Vâng, nhìn cái dàn núm tinh chỉnh bên này cực kỳ là đẹp, và có 5 đường line mic. Vâng, cái dòng này có rất nhiều cái núm tinh chỉnh nhạc, chỉnh nhạc ở đây to nhỏ cũng ở đây ạ. Vâng, và hai cái cần gạt này cũng là chỉnh to nhỏ đây ạ. Vâng, em cho nhỏ đi ạ. Và một cái volume bên này nữa cũng là chỉnh nhạc, đây em cho nhỏ đi ạ. Đấy, và cuối cùng là có cả một cái này nữa, đây rất là to, công suất khủng khiếp. Đặc biệt cái dòng này được chỉnh trên rất là nhiều chế độ nhạc. Đây, FM đấy, là đài FM đấy ạ. Đấy, đấy, bắt đầu Bluetooth. Vâng, rất là hay, rất tiện ích. Đấy, rất là hay. Vâng, em cho to lên thì chúng ta cùng trải nghiệm cái âm ly video mà chính mã là DSB9702 mà bên Zika Audio vừa cập nhật hàng về đến tận shop rồi đấy ạ. Vâng, các bác thấy thế nào ạ? Cực kỳ là đẹp và cực kỳ chất âm, cực kỳ là hay. Và hàng bên em về có mấy thùng đấy ạ? Vâng, các bác hãy nhanh tay nhé. Vâng, em đang kết nối với lại đô la full đấy ạ. Đô la full với cái âm ly video 9702 này, các bác có thể kết nối 2 đô la full đánh tăng đét luôn ạ. Đây, hàng em nói các bác nhé, đây là hàng Trung Quốc xịn luôn. Trung Quốc xịn. Từ những cái tem băng dính của nhà máy Vinido đấy ạ. Hàng này, hàng đập hộp nguyên đai nguyên kiện. Tiếng Trung Quốc đấy ạ. Professional Audio Vinido đấy ạ. Vâng, các bạn hãy nhanh tay đăng ký để sở hữu cho mình một cái âm ly siêu dị tại Zika Audio cung cấp nhé.
ở Việt Nam cái dòng này rất là hiếm ạ. Các bác tìm cái thương hiệu này chỉ có ở Zika Audio thôi ạ. Với cái, những cái dòng đẩy mà vang cái tầm rẻ tiền ấy thì âm ly này có thể là đánh bật luôn ạ. Về cái dòng âm ly thì hiện tại bây giờ dòng Trung Quốc cái dòng này đang đứng đầu bảng, không cái dòng là vượt qua được. Dòng vang rẻ tiền mà cái echo không bao giờ bằng được cái âm ly này. Và sau đây xin phép được dừng video ạ. Vâng, em thông báo đến các bác này, hàng bên em đã về cái dòng âm ly video mã là DS9702 ạ. Và sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.